Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Như chúng ta đã biết thì vào cuối năm 2020, Qualcomm đã cho ra mắt dòng chip có tiến trình là 5 nanomet đầu tiên của mình, là con chip Snapdragon 888. Thì chỉ sau khoảng một tháng thôi thì Mi 11 ra mắt rồi, sau đó là Galaxy S21 Ultra các thứ này kia là nó ra hết, đều được trang bị con chip này. Và cho đến bây giờ cũng là một khoảng thời gian được 6 tháng rồi thì chúng ta đã bắt đầu xuất hiện những cái thông tin liên quan về con chip Snapdragon 888 Plus. Tất nhiên là nó không phải là chỉ là những cái đoạn touch hay là những cái đoạn cáp, nói chung là không quá rõ ràng, mà ở đây chúng ta có điểm số chấm điểm Geekbench luôn với con chip Snapdragon 888, với thông số rất là rõ ràng về cái phần xung nhịp đã được nâng cấp hơn so với lại phiên bản Snapdragon 888 tiêu chuẩn. Vậy thì thông tin chi tiết nó là như thế nào? Mình là Mika và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào luôn các bạn nhé. Việc phát hành phiên bản Plus đã trở thành một điều gần như là thường lệ đối với lại Qualcomm khi mà cái dòng Snapdragon 855 nó có phiên bản Plus này. Đó, thì thường sẽ là đầu năm phiên bản tiêu chuẩn và cuối năm sẽ là phiên bản Plus. Đó, thì không biết là đối với lại cái năm nay chúng ta có thể thấy được rằng là với phiên bản Snapdragon 870 cũng có thể được xem như là phiên bản Snapdragon 865 Plus Plus vậy các bạn à. Tại vì dù sao thì nó cũng chỉ là một phiên bản nâng cấp xung với lại cái con chip Snapdragon 865 Plus thôi. Đó, từ 3GB lên 3.2GB như chúng ta có thể thấy rõ về mặt thông số cho cái nhãn hiệu nâng cao là như thế. Thì với cái con chip Snapdragon 888 tiêu chuẩn này, cái xung nhịp hiệu năng cao của nó sẽ là 2.84GHz. Thì với con chip Snapdragon 888 Plus nó sẽ được nâng lên thành 3GHz, cũng là một điều đã trở thành thông lệ rồi và chúng ta có thể đoán trước được. Đó, thì cái thông số nó đã hiển thị rất rõ ràng. Con này thì nó sẽ có chúng ta là 8 nhân các bạn nhé, 8 nhân bao gồm là một nhân Cortex X1 hiệu năng cao có xung nhịp là 3GHz này, 3 nhân hiệu năng trung Cortex A78 sử dụng xung nhịp là 2.42GHz và 4 nhân hiệu năng thấp có xung nhịp là 1.8GHz sử dụng cái nhân Cortex là A55. Đó, thì với việc nó có 8 nhân như thế này thì nó sẽ phân bố tác vụ được một cách nó tối ưu hơn, nó sát với lại cái nhu cầu của người dùng hơn. Và với một con chip mà có số lượng nhân thấp hơn, bao gồm là 4 hoặc là 6 nhân thì cũng không đồng nghĩa với việc là nó sẽ có hiệu năng thấp hơn. Tuy nhiên thì cái số lượng nhân ít hơn này nó sẽ không thể nào tối ưu được những cái tác vụ giống như là con chip có 8 nhân được. Đó, nó có nhiều nhân hơn thì nó sẽ phân bổ tác vụ nó tối ưu hơn và nó sẽ giúp tối ưu điện năng hơn. Đó là lý do tại sao mà trên cái dòng chip này nó sẽ có 8 nhân. Lấy một ví dụ đơn giản đi, là khi mà chúng ta sử dụng một cái tác vụ trung bình mà con chip đó nó không có một cái nhân hiệu năng trung, một nó sẽ lựa chọn cái con chip hiệu năng thấp để nó làm cái tác vụ này, thành ra là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của chúng ta, không nhanh, không mượt mà. Còn khi mà nó sử dụng cái nhân hiệu năng cao thì đồng nghĩa với việc là hiệu năng nó sẽ đáp ứng này, tuy nhiên thì nó sẽ gây ra một hiện tượng là nóng tại vì đó là cái xung nhịp cao. Đi kèm với đó là con này nó sẽ có một cái điểm số Geekbench như chúng ta có thể thấy được là 1.171 điểm đơn nhân và 3.004 điểm đa nhân. Đó, thì đây là một cái điểm số cũng không thật sự là quá cao hơn so với lại con chip Snapdragon 888. Nhưng mà với cái phần xung nhịp cao hơn thì mình nghĩ rằng là cái tốc độ của nó xử lý cũng sẽ tốt hơn. Ở thời điểm hiện tại, nếu như mà xét trên mặt bằng chung thì Snapdragon 888 tiêu chuẩn vẫn được xem như là con chip có hiệu năng tốt nhất trong thế giới Android ở thời điểm hiện tại. Khi mà con chip mà mình nghĩ có thể sừng sỏ gọi là cạnh tranh được, đó chính là con chip Kirin 9000 thì nó lại không được ra mắt rồi, bị Mỹ chặn rồi. Cái công ty con của Huawei là HiSilicon bây giờ là không thể nào sản xuất chip được nữa. Đi kèm với đó là cái công ty con là Honor của Huawei, cũng là của Huawei luôn, thì đã được bán cho bên khác nhưng mà nó cũng chỉ sử dụng con chip Snapdragon 888 thôi. Một lần nữa, về cái tầm phân khúc flagship như thế này thì Qualcomm lại là bá chủ. Nhưng mà rất may mắn là không hiểu tại sao năm nay thì con chip Snapdragon 888 nó cũng thoải, chứ nó không phải đắt như là con chip Snapdragon 865 năm ngoái. Và một phần thì tại vì sao mà kể từ thế hệ Snapdragon 855 mà Qualcomm bắt đầu là đưa ra hai cái phiên bản chip, một phiên bản là tiêu chuẩn ở đầu năm và một phiên bản là kiểu hiệu năng cao vào cuối năm như thế, thì mình nghĩ rằng là nhằm cái mục đích đó chính là khắc phục được những cái vấn đề mà con chip tiêu chuẩn ở đầu năm nó gặp phải. Ví dụ như là trong năm nay đi, có rất nhiều người phản hồi rằng là con chip Snapdragon 888 nó là một con chip rất nóng.
Tất nhiên nó không nóng đến mức như là Snapdragon 810, nhưng mà nó vẫn là một con chip rất nóng. Chúng ta có thể thấy được rằng là sau những bài test của mình thì nhiệt độ của nó luôn luôn là nằm ở cái ngưỡng là tầm khoảng là 45, 46 độ hết. Mặc dù là cùng mức đồ họa, cùng một cái tựa game như thế thì Snapdragon 865 nó đã unlock max setting năm ngoái rồi. Nhưng mà năm nay thì không hiểu sao là Snapdragon 888 có hiệu năng cao hơn nhưng mà lại cũng nóng hơn nữa các bạn à. Tức là các bạn phải hiểu rằng là cùng một cái mức hiệu năng như thế, Snapdragon 865 nó không nóng mà Snapdragon 888 nó lại nóng. Trong khi đó là một cái con chip nó đã có hiệu năng cao hơn nữa thì rõ ràng là một cái vấn đề mà rất đáng lo ngại. Tại vì với cái việc mà nó nóng như thế thì chỉ cần sử dụng tầm khoảng là từ một năm, hơn một năm một tí là chúng ta bắt đầu thấy cái hiện tượng tả của nó ngay, khi mà cái nhiệt độ của nó bắt đầu nó tăng cao lên. Đó, đây là một điều chúng ta cần phải lưu ý. Snapdragon 820, 821 nó không nóng như Snapdragon 810 nhưng mà nó kiểu nó cũng nóng như cái con, nó gọi là nó đi vào một cái form chuẩn như là Snapdragon 888 này. Thành ra là mình sợ cái con chip Snapdragon 888 nó sẽ đi vào cái vết xe đổ của chip Snapdragon 820 cũng như là 821. Đó là lý do mình sợ. À, mà mặc dù là Qualcomm ra Snapdragon 821 nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái vấn đề nó vẫn chưa được khắc phục các bạn ạ. Và vấn đề nhiệt độ một lần nữa nó lại quay trở lại với Qualcomm trong cái năm 2021 này với con chip Snapdragon 888 tiêu chuẩn. Thì mình hy vọng rằng là với con chip Snapdragon 888 Plus này nó sẽ khắc phục được cái phần nào đó về mặt nhiệt độ, và theo như các thông tin rò rỉ thì nó sẽ được ra mắt vào khoảng quý 3 các bạn ạ. Đó, dành cho những chiếc máy flagship đến từ Xiaomi. Xiaomi thì đĩa liên tục rồi, chắc chắn là vào cuối năm cũng sẽ có những cái chiếc máy khác để kế thừa cái con chip này, được trang bị con chip này. Rồi là đến OnePlus. OnePlus thì cái dòng OnePlus T, tức là 8T rồi 9T đó các bạn. Năm nay nó sẽ là 9T thì cũng sẽ được ra mắt vào cuối năm, tầm tháng 10, tháng 11 thì nó sẽ có này. Hoặc là Vivo X70 của Vivo chẳng hạn. Đó, thì mình hy vọng rằng là sẽ sớm được trên tay cái chiếc máy này và test game cho các bạn. Và chỉ hy vọng một điều thôi là nó khắc phục được cái vấn đề nhiệt độ trên chiếc Snapdragon 888 đó. Vậy còn các bạn nghĩ sao về chiếc Snapdragon 888 Plus này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video mới nhất trên channel của kênh công nghệ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.